vải bán sao chị? 12 đồng ngon rồi lắm. Vải Florida hả? Thôi em thử đâu, cho em phao đi. Phao. Là bưởi gì? Dạ bưởi năm rồi. Là với lại cái này 18 đồng. Cái gì à, bí sữa như kìa. Hai cái này nè. Dạ. Hai cái này nè. Cái này nhiêu? Cái này với cái này nó mới được cái đó cùng một giá luôn đây. Đây 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 bỏ lên cho. Đây là ở dưới Santa Ana nó bán bưởi 6 phao nè. Oh my god. 6 phao là 60 nha, 75 đồng hết. Tết nè, đại gia đình nhìn nguyên cái tiệm bánh mứt không à. Giờ đại gia đình đi với em vô đây coi nha. Cái này là mứt hạt sen nè đại gia đình. Một hộp cái gì đó là 20-30 đồng một hộp nha đại gia đình. Cái này là làm tại Cali, không có ở đâu ship tới hết. Tại lò ở đây. Cái này là dưa món rồi đây gia đình. Còn dưa món nha. Còn cái này là mắm tép nè, mắm tép đu đủ. Cái này là củ kiệu. Cái này là dưa nấu tay heo nha đại gia đình. Để mình ăn Tết cho nên là bữa nay người ta bán toàn là đồ Tết không à đại gia đình ơi. Nấu tay heo ngâm xả với chăm gừng nè đại gia đình. Tắt đồ luôn. Tay heo. Bên đây á, là mình bán bánh mứt để mình gói để mình đi biếu đại gia đình. Bán một gói như vậy là 48 đồng. Nó có bánh, có mứt, có đầy đủ trong đây hết. Trà đồ luôn. Rất là dễ đại gia đình hả? Mình mua về mình biếu cũng được. Cái này là ở tại chỗ này làm luôn.
Made in USA luôn đại gia đình. Đại gia đình thấy không? Tiệm bánh ren ở Cali á, quá trời cái gì cũng có bán hết, đại gia đình không thiếu món gì hết á. Mình đi mua bông nha.